Để nhận thêm 5BUSG, tạm khóa, anh em vào menu, chọn nhập mã, K1EB2TG. Phần thưởng sẽ được gửi vào ví trong vòng 24 giờ. Xin hãy kiên nhẫn. Chờ mở khóa phần thưởng, tích lũy phần thưởng 0.25 đô la cho mỗi 1 đô la phí giao dịch, trả vào thứ sáu hàng tuần. Để tăng tốc độ đào anh em cần KIC Level 2 nhé. Mãi nhận 5 đô la, K1EB2TG. Tham gia đào OTARA cần ví web 3 Imota ngay bây giờ. Các bước làm. Tải app Imota đã có trên iOS và Play. Đăng nhập bằng tài khoản Gmail. Vào mục OTARA, chạm vào viên ngọc để đào. Mỗi ngày 3 phiên, mọi người xem xem quảng cáo để kiếm thêm OTARA. Các tính năng nổi bật của ví. Ví Imota sở hữu các tính năng cơ bản của một ví crypto như On, Off-Ram, Shop và các tính năng mở rộng như đào OTARA, đầu tư cho dự án âm nhạc, phim ảnh sáng tạo, tích hợp các dự án blockchain. Hiện Imota đã hỗ trợ các chai BSC, ETH, Polygon, Arbitrum One, Optimim, Avalanche Chai, RENEC Chai và tiếp tục mở rộng theo nhu cầu người dùng. Kết luận Người dùng nên tiếp cận Imota ngay từ bây giờ vì đây là một cơ hội kiếm tiền miễn phí. Ngoài ra, Tầm nhìn của nhà phát triển cũng như sự hợp tác từ một trong những sàn giao dịch tiền điện tử uy tín nhất là Remitano cùng với các đối tác như KyberSwap, Neko Protocol, NFT5, 8chai, Club cũng là những yếu tố quan trọng mà người dùng nên cân nhắc tiếp cận Imota cũng như OTARA trong thời điểm hiện tại.